Thủy chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên, tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 15 tháng 6, tức là ngày Đinh Mão, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần là ngày Hoàng Đạo, Bảo Quang, tuổi xung với ngày Ất Dậu, Thủy, Quý Dậu, Kim, Quý Tỵ, Thủy, Quý Hợi, Thủy. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2021 thứ tư tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy. 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải giải quyết. Có tài lộc hoặc có tin vui về chuyện tình cảm. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gả, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 năm Vân Hớn Nữ La Hầu, ngày có sự thuận lợi về ra đi, thay đổi công việc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám. Có tin vui ở xa, gặp lại người xưa, có quý nhân giúp đỡ hoặc được quà cáp, lộc ăn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu ngày có nhiều sự việc xảy ra như đã dự tính. Hoặc bất ngờ cũng có. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có người đi xa. Có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gả, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Tin tức tốt. Tài lộc dễ hao. Xem thêm tử vi tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Tử vi tháng 7 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo. Xem tử vi ngày mới thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy. 26 năm Thái Âm Nữ Thái Bạch, nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Ngày có tiệc, hoặc có khách đến. Sức khỏe không tốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý, ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 năm Thổ Tú Nữ Vân Hớn. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 năm Thái Dương Nữ Thổ Tú. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Cần phải có sự khéo léo, luồn lách mới có thể tạm ổn, không nên có sự đương đầu thái quá không tốt. Ngày có đủ mọi sự việc hoặc tin tức đến mà cũng không giải quyết được gì. Có tin buồn, nên nhẫn nại, cẩn trọng về sức khỏe. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 năm Thái Âm Nữ Thái Bạch. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc trung bình, hao tốn vì giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển.
Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, 74 năm thổ tú nữ Vân Hớn. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã. Có trở ngại hoặc gặp chuyện không như ý nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Ngày có tiệc hoặc có khách đến. Sức khỏe không tốt. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Dần. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, thổ, 25 năm kế đô nữ Thái Dương. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không có lợi, hoặc có chuyện không hay. Ngày có nhiều thay đổi, biến động hoặc có nhiều tin tức. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô, làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa, nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, 49 năm Thái Bạch nữ Thái Âm. Ngày có tin tức ở xa hoặc gặp bạn, kết bạn, hẹn ước, đính hôn, có liên quan đến mọi vấn đề về tình cảm. Thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Có tài lộc, hoặc được lộc ăn, quà tặng, hoặc được mời dự tiệc. Thích hợp cho các công việc chữa bệnh. Kết thúc công trình, thanh toán tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, 61 năm kế đô nữ Thái Dương. Mọi việc không nên xem thường cần phải cẩn trọng vì có nhiều sự việc xảy ra không như ý muốn, dễ gặp rủi ro, hao tán. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không có lợi, hoặc gặp chuyện không hay. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, 73 năm La Hầu nữ kế đô. Mọi việc không nên cưỡng cầu một cách quá đáng sẽ không có kết quả. Gặp sự khó khăn, chậm chạp. Nên hành động bình thường thì có lợi. Có sự thay đổi, sửa chữa, tu bổ hoặc có sự thay đổi ý định của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Sức khỏe không tốt. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, 24 năm Vân Hớn nữ La Hầu, ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều sự việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui, hoặc được mời dự tiệc. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng đề phòng bất trắc trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, dễ bị phá ngang bỏ dở nửa chừng, hoặc không đúng như đã bàn thảo, dự tính, hẹn ước. Gia đạo bất an. Nên ngồi yên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp rủi ro. Hoặc chỉ gặp toàn chuyện buồn phiền, hao tốn. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, kim, 60 năm Vân Hớn nữ La Hầu, ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc, nhất là trong việc đi lại, di chuyển. Nếu là công việc làm, cẩn trọng có người châm chích nói xấu, hoặc gặp khó khăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có tiệc tùng, quà tặng. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, 72 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu có người đến đề nghị hợp tác làm ăn thì nên tiến hành. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Mọi việc nên khiêm tốn thì sẽ thành công. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tin tức chậm chạp. Tài lộc trung bình. Xem tử vi ngày mới thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, kim, 23 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn,
ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Đã đến lúc phải thay đổi, không nên theo đường lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tình cảm tốt, tài lộc khó khăn, dễ hao, hoặc có hỷ sự. Gặp quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam thái âm nữ thái bạch, dù có đang tiến hành làm bất cứ công việc gì cũng nên suy tính trước sau, cẩn thận đề phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi. Nên có sự thay đổi phương hướng, thay đổi hoàn cảnh trước tình hình mới. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam thổ tú nữ vân hớn, dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết. Hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, hoàn trả những món tiền đã có hạn kỳ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam thái dương nữ thổ tú, theo lịch âm dương thì đã đến lúc phải thay đổi phương hướng, không nên theo đường lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn trở ngại, nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tình cảm tốt, có tài lộc, hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam thái âm nữ thái bạch. Chớ nên vì vấn đề tình cảm mà giải quyết mọi việc dễ mất uy tín và gặp sự thiệt thòi. Nên cẩn trọng về sức khỏe. Mọi việc không nên tham cầu, có hại. Tất cả chỉ nên ở mức bình thường là tốt. Có tin tức. Quý nhân nếu có là người khác phái, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi ngày 13/7/2022 tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam thái bạch nữ thái âm, 82 nam la hầu nữ kế đô, mọi việc rất dễ xảy ra không có lợi hoặc gặp sự khó khăn, hư hại, tranh chấp, thị phi. Nếu không thì cũng là một ngày làm việc cực nhọc mới có kết quả. Tài lộc dễ có sự hao tán, nếu có cũng phải chi phí, mua sắm rất nhiều. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam kế đô nữ thái dương. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp gỡ, chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 nam la hầu nữ kế đô. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam thái bạch nữ thái âm, ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở, hoặc làm việc trong sự âu lo. Có tin buồn. Mọi việc đều không nên tiến hành dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng, trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 nam kế đô nữ thái dương. Tất cả mọi việc giao thiệp, hợp tác đều hoàn toàn không có lợi, nên có sự ra đi hoặc tìm sự giải quyết cho chính mình. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc công việc đã có sự hẹn ước trước hoặc đến hạn, định kỳ. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp gỡ, chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Xem tử vi ngày 13/7/2022 tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ mộc đức, 81 nam mộc đức nữ thủy diệu, dù là công việc làm ăn hay là vấn đề tình cảm cũng không nên hấp tấp, hoặc kéo dài sẽ không có lợi. Chẳng những gây ra sự phiền hà mà còn có những chuyện không vui, gặp rủi ro. Ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại, có sự hư hại. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam vân hớn nữ la hầu, ngày thuận lợi cho việc đi xa, di chuyển, gặp gỡ, hội họp. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức. Có tin vui về tình cảm, việc làm. Tin buồn về đau ốm, tai nạn, sức khỏe, di chuyển, đi lại của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa,
45 năm một đức nữ thủy diệu trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nải, dời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu. Hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý, ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 năm thủy diệu nữ mộc đức sự mong cầu về tin tức. Việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 năm vân hớn nữ La Hầu ngày trung bình cho mọi việc mong cầu. Có tài lộc hoặc có tin vui. Có khách đến. Công việc hay vấn đề tình cảm đã có sự hẹn ước từ lâu, nay có kết quả, nên tiến hành. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 năm thổ tú nữ vân hớn, 80 năm thái âm nữ thái bạch, ngày có sự thay đổi công việc hoặc tình trạng hiện tại có biến động. Có việc ra đi, di chuyển hoặc phải tiến hành công việc cần thiết khi có tin. Có tin buồn. Không nên bàn tán hoặc nhúng tay vào chuyện của người khác chỉ đem đến sự bất lợi. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 năm thái dương nữ thổ tú, trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Nên cẩn trọng không bàn chuyện người dễ bị hàm oan. Trách oán. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 năm thái âm nữ thái bạch mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính. Không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, hao tài về việc mua sắm. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 năm thổ tú nữ vân hớn không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 năm thái dương nữ thổ tú, có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại. Trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Nên cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 năm thái bạch nữ thái âm. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý, mọi việc vẫn còn chậm chạp. Nên thay đổi ý định. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 năm kế đô nữ thái dương, sự việc rất dễ xảy ra ngoài ý muốn hoặc có sự đảo lộn với những dự tính. Có nhiều công việc đến khiến mình phải bỏ dở công việc hiện tại và lo toan việc mới. Có tin không tốt ở xa hoặc không làm theo sự đã giao ước. Nếu có cuộc đi chơi xa cẩn trọng coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng, không vừa ý. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 năm La Hầu nữ kế đô. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý, mọi việc vẫn còn chậm chạp. Nên thay đổi ý định. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 năm thái bạch nữ thái âm ngày có nhiều biến động thay đổi trong công việc. Có nhiều việc đến cần phải giải quyết vừa về việc làm, công danh cho đến tình cảm. Không nên e ngại khi thấy có trở ngại, chậm trễ. Dễ có sự hao tốn tài lộc về sự tu bổ, tiệc tùng, quà tặng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 năm kế đô nữ thái dương gặp quý nhân, bè bạn, có tin vui đến. Có lộc nhỏ, quà tặng, ăn uống.
Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng, hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính. Việc làm bị bỏ ngang, bỏ dở vì có tin, hoặc cần phải đi giải quyết công việc khác. Xem tử vi ngày mới thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 nam thủy diệu nữ mộc đức ngày xung của bổn mạng. Nên đi xa để giải quyết công việc, cũng không nên tránh né. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tiệc tùng, đình đám, hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu, bệnh tật. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 nam vân hớn nữ la hầu ngày xung của bổn mạng. Có nhiều công việc hoặc tin tức đến, nhưng dễ gặp trở ngại, không như ý hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Ngày dễ có sự hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam mộc đức nữ thủy diệu ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu bệnh tật. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 nam thủy diệu nữ mộc đức ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18, nam mộc đức nữ thủy diệu, 78 nam vân hớn nữ la hầu sự chờ mong về tin tức dễ gặp trở ngại hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, hoặc máy móc. Nên giới hạn việc đi xa, di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tức tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Ngày dễ hao tốn tài lộc. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 nam thổ tú nữ vân hớn dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền. Càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam thái dương nữ thổ tú không nên mưu cầu chuyện lớn lao vì sự việc chỉ tốt trong chốc lát. Có sự đi lại, di chuyển hoặc gặp gỡ người thân, bè bạn. Mọi vấn đề đều chưa có thể giải quyết trọn vẹn, dứt khoát. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam thái âm nữ thái bạch dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền. Càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam thổ tú nữ vân hớn không nên nặng về chuyện tình cảm. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có sự hư hại, hao tốn tài lộc nhỏ. Có chuyện buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam thái dương nữ thổ tú có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng. Nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành, hoặc ra đi. Sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn, hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ, bổ sung. Nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt, tiệc tùng, sẽ có chuyện không như ý, có sự hư hại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa. 28 nam la hầu nữ kế đô nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại, hoặc nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng thì cũng chậm trễ, không được như ý, có tin tức về tiền bạc,
nhưng còn chậm chạp chưa đến. Ngày dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, mọi tin tức đến không nên có sự hấp tấp, vội vàng, âu lo hoặc mau chóng quyết định, cũng không nên tranh cãi, phân trần, sự việc sẽ được giải quyết ở ngày khác. Ngày dễ gặp chuyện bất như ý, đề phòng tiểu nhân. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 năm kế đô nữ Thái Dương, nên cẩn trọng trong mọi việc và nên chú trọng vào công việc, nguyên tắc hơn là nặng về tình cảm mới tốt. Cuộc vui chơi nào cũng nên giới hạn, không nên kéo dài có hại. Tính toán gì cũng chỉ nên ngắn hạn và gọn ghẽ. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc, 64 năm La Hầu nữ kế đô, mọi việc nên cẩn trọng, dù công việc trước đây có sự thuận lợi tốt đẹp. Cũng phải đề phòng trường hợp bất trắc, rủi ro do sự thiếu sót, bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn bất ngờ, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, dù công việc trước đây có sự thuận lợi, cũng phải đề phòng trường hợp bất trắc, rủi ro do sự thiếu sót, bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé.